Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cùng với đảm bảo các điều kiện cần thiết nhất cho công dân khi trở về từ vùng có dịch, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ phòng chống Covid cộng đồng tuyên truyền đến các gia đình có con em đi làm ăn xa, có nguyện vọng trở về, chủ động thực hiện khai báo, đăng ký, lập danh sách để được đón tiếp và phòng chống dịch một cách hiệu quả, tuyệt đối không để lây lan ra cộng đồng. Gia đình ông Đặng Thanh Ngọ, xã Hồng Châu có người thân đi làm tại miền Nam và có nguyện vọng trở về quê hương. Ông cũng đã chủ động báo cáo với thôn ngày giờ, lịch bay của các con để thôn nắm thông tin, đồng thời động viên con cháu thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch trước khi trở về nhà. Chính quyền ở địa phương đây cũng đến tuyên truyền là thôi ở đâu thì cứ yên chí ở đó, ở đâu cũng vẫn là cái đất nước này. Người ta cũng vẫn cứ quan tâm, vẫn cứ coi như vậy là đầy đủ thế, nhưng mà thôi thì các con các cháu nó cảm thấy ở Vĩnh Phúc mình là cái tỷ lệ nó ít hơn. Các con các cháu muốn ra ngoài này. Cái gia đình tôi cũng báo cáo với các ông trong cái ban chính quyền là coi như vậy từ thôn đến xã đến huyện. Cái ngày giờ cháu nó về và cũng thực hiện cái đúng cái chủ trương là cách ly. Xã Hồng Châu có hơn 1.000 công dân đi làm ngoại tỉnh, trong đó có khoảng 600 người làm việc tại các tỉnh phía Nam. Từ khi dịch bệnh bùng phát ở các tỉnh phía Nam, chính quyền xã đã yêu cầu các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng bám sát địa bàn, trực tiếp động viên các gia đình và công dân đang làm việc tại các vùng có dịch, không di chuyển khi không thực sự cần thiết. Không chỉ hiện kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, huyện Yên Lạc còn kiểm soát chặt chẽ ở bên trong, nhất là đối với các trường hợp cách ly y tế tại gia đình. Từ hôm ở trong Sài Gòn ra thì gia đình cũng biện pháp cách ly, thứ nhất là ở trong đó cũng có xét nghiệm của các bệnh viện. Nó âm tính thì về địa phương này cũng chấp hành cái nội quy của địa phương. Đấy, là cũng cách ly tại nhà, không đi ra khỏi nhà mà cũng không tiếp xúc với ai. Chúng tôi triển khai trực tiếp đến tổ trưởng tổ COVID và mỗi tổ COVID thì chúng tôi có từ 7 đến 9 người. Thì mỗi người chỉ quản lý có tầm 20 đến 23 hộ thôi. Thì thường xuyên là đến các hộ gia đình mà có đăng ký cái người đang đi làm ăn xa. Nếu có nhu cầu trở về địa phương thì phải báo ngay cho trưởng thôn, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ COVID để tổ trưởng COVID lập danh sách báo về trên này. Riêng công dân trở về địa phương hiện nay chúng tôi đang kiểm soát là 100%, không có người nào tự ý về địa phương cả. Đảm bảo 100% số người về được đăng ký và được đưa về trung tâm y tế để xét nghiệm cũng như là kiểm tra COVID để đảm bảo. Với những giải pháp quyết liệt đang thực hiện, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tất cả các công dân trở về nhiễm SARS-CoV-2 có tiền sử dịch tễ trở về từ các tỉnh có dịch đều được cách ly y tế kịp thời tại bệnh viện dã chiến tỉnh. Chúng tôi cũng khuyến cáo là công dân nên về đường bằng con đường hàng không. Thế và sau khi mà có nhu cầu đăng ký với chính quyền địa phương thì chủ tịch ủy ban nhân dân xã đó sẽ có sự phối hợp với trung tâm y tế huyện Yên Lạc để sử dụng xe chuyên dụng của trung tâm y tế Yên Lạc để đến đón tại sân bay Nội Bài, trở về đưa về thực hiện cách ly tập trung. Với các biện pháp phòng dịch kịp thời của chính quyền địa phương và ý thức của mỗi người dân, Yên Lạc đã và đang bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh trong thời gian qua, quyết tâm không để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Không chỉ đồng hành cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương khóa chặt nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài, ngành giao thông vận tải tỉnh còn triển khai các biện pháp kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh, xe chở công nhân lao động, thực hiện kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm bên trong, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Vào mỗi giờ tăng ca, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tập trung hàng trăm xe đưa đón công nhân lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng thanh tra giao thông đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các nhà xe chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó yêu cầu các phương tiện chỉ được phép sử dụng 50% số ghế, đảm bảo khoảng cách giữa các hành khách, trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang theo quy định. Nhà xe là đưa đón công nhân từ trên Sơn Nam, Xuân Dương, Tuyên Quang xuống khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc của nhà mình thì em đã thực hiện đầy đủ là chở 50% số người theo quy định của nhà nước và có các phòng chống dịch là có đeo khẩu trang, nước khử khuẩn và tờ khai báo y tế đầy đủ. Chúng tôi tuân thủ mọi cái đề ra, chính sách đề ra của tỉnh để hạn chế được tối đa cái dịch bệnh lây lan. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh,
hiện nay hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh không đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh. Do vậy, lưu lượng người và phương tiện tại các bến xe giảm nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu vực này vẫn được thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, lơ là. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được quy định chặt chẽ, rõ ràng. Tuy nhiên, trên hết, đó là trách nhiệm của các nhà xe, lái xe và các đơn vị liên quan, đồng lòng cùng các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe của cả cộng đồng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Những năm qua, huyện Sông Lô luôn quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa và coi việc chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ là việc làm thường xuyên để giáo dục thế hệ trẻ tri ân những người con của quê hương đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, trở về địa phương, sức khỏe của thương binh Nguyễn Thanh Vân, thôn Đôn Mục, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô giảm sút nhiều do những vết thương trong những năm tháng ở chiến trường để lại, cùng với cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Song nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, năm 2013, gia đình ông đã được hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để xây dựng căn nhà kiên cố hơn. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng được tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình. Đầu năm 2021 thì được Ngân hàng Chính sách giúp đỡ vay vốn, được tôi được vay 50 triệu. Thế về thì thêm thắt mua thêm con trâu và chiếc máy cày to. Qua cái việc ấy thì tôi thấy gia đình cũng có những cái hiệu quả chăn nuôi, cũng thấy phát triển được, mà máy sản xuất nông nghiệp cũng thấy đạt được cái nhiều cái thuận lợi. Huyện Sông Lô có 106 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 2 mẹ còn sống và hơn 1.200 liệt sĩ, hơn 800 thương binh, bệnh binh. Bên cạnh việc hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, huyện Sông Lô đã rà soát, lập danh sách các đối tượng chính sách, người có công khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà mới trên tinh thần không để gia đình người có công nào phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng. Từ năm 2013 đến nay, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ và nguồn kinh phí huy động từ quỹ đền ơn đáp nghĩa, các địa phương đã huy động sự chung tay của toàn xã hội xây mới, sửa chữa gần 600 ngôi nhà cho người có công và tu bổ nhiều công trình ghi công liệt sĩ. Nhà nước thì cũng đã hỗ trợ cho các cái gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Với địa phương thì cũng đã phát huy cái nội lực, đóng góp cái ngày công, sức đóng góp để mà vào với cái việc sửa chữa cũng như là làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Mặc dù phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Sông Lô vẫn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động để tri ân các anh hùng liệt sĩ và thành lập 6 đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Với cái đạo lý uống nước nguồn đền ơn đáp nghĩa thì nhân 27 tháng 7 thì huyện cũng đã thành lập các cái đoàn đi tặng quà cho tiêu biểu cho các xã thị trấn. Thì chúng tôi chọn là mỗi xã là 2 đối tượng là tiêu biểu bảo vệ Việt Nam anh hùng, các cái đối tượng chính sách người có công. Thì đến thời điểm hiện nay thì các đoàn đã thực hiện xong. Với sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, chủ động đổi mới hình thức sản xuất kinh doanh, áp dụng các tiến bộ của khoa học và kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, nên đời sống của người có công và các gia đình chính sách ngày càng được nâng lên. Đến nay trên địa bàn huyện Sông Lô không có hộ đói, hộ nghèo, là các gia đình có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các giải pháp tiếp tục ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập địa bàn, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được vay vốn một hoặc nhiều lần với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất. Đây là chính sách kế thừa từ nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức cho vay vốn cao hơn, mức vay tối đa theo nghị quyết số 42 NQCP là 50% tiền lương tối thiểu vùng
đối với từng người lao động. Đồng thời, thủ tục hành chính và thời gian thực hiện của chính sách này cũng được đơn giản hóa, bỏ điều kiện chứng minh về doanh thu hoặc tài chính doanh nghiệp. Do đó, sẽ có nhiều doanh nghiệp được tiếp cận gói vay này để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghị định 68 bổ sung thêm một đối tượng vay vốn, đó là người sử dụng lao động được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để trả lương cho người lao động khi mà phục hồi sản xuất kinh doanh. Cụ thể là người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 thì được vay vốn trả lương người lao động khi quay lại phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ hai là người sử dụng lao động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo đồng lao động thì cũng được vay vốn để trả lương người lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh. Để tiếp cận được nguồn vay, người sử dụng lao động cần đáp ứng một số tiêu chí như không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn, có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Để kịp thời triển khai có hiệu quả gói vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền về cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động. Khi Ngân hàng Chính sách Trung ương tổ chức tập huấn thì đối chi nhánh thì cũng triển khai tập huấn đến toàn thể cán bộ nhân viên làm chung nghiệp vụ tại chi nhánh, đồng thời là chỉ đạo cán bộ các phòng dịch là thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng, và trong thời gian tới thì khi các khách hàng mà đủ điều kiện thì ngân hàng sẽ đáp ứng nguồn vốn để cho vay trả lương ngừng việc phục vụ sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khắc phục những khó khăn của đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, việc giải ngân vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2021 sẽ được thực hiện một lần. Thời hạn giải ngân đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện.